Đan tiên sinh, cậu biết bao nhiêu về hình thức của thế giới ngày nay? Thưa, tình hình hiện tại rất hỗn loạn. Thiên tử tôi không có năng lực. Bây giờ Tư Mã Thị nắm quyền kiểm soát triều chính và Tư Mã Lan để tập trung quyền lực. Nửa năm trước dùng lễ cúng tổ tiên, giết hơn 20 vị vua, chỉ có một người trốn thoát thành công, và những vị vua đã chết. Để xóa bỏ Tư Mã Thị, liên hợp lại, trở thành 18 vương hội minh nhưng sẽ không lâu nữa. Thanh Hà có một cuộc nổi dậy tên là Lưu Đồng Sơn, không ngờ chỉ trong một tháng, ngay lập tức tập hợp được 200.000 quân, trong đó có một số vương hầu tự của hội minh. Ngay khi họ chuẩn bị đi chinh phạt Tư Mã Thị, không ngờ Tư Mã Thị đã tập hợp 300.000 quân để phòng thủ kinh đô, cho nên không thành công. Đáng ghét Tư Mã Thị thiển cận, nếu sớm đàn áp Lưu Sơn Đồng, các đồng vương hầu làm sao trở về thiên hạ lại làm sao có thể như vậy? Ta ngược lại cảm thấy Tư Mã Thị có tầm nhìn xa. Cả thiên hạ đều đang mắng Tư Mã Thị, tại sao gia chủ còn khen lão tặc môn khốn này? Tưởng tượng Lưu Đồng Sơn không nổi dậy, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đương nhiên là 18 vua tập hợp đại quân vào kinh thành. Hoàng tử, theo như tôi biết, lúc đó kinh thành chỉ có 50.000 người. Nếu không có cuộc nổi dậy giữa trường của Lưu Sơn Đồng, ta em rằng 18 vị vua đã chiếm được thủ đô rồi. Đây là kết cục tốt nhất cho thiên hạ, mà Tư Mã Thị làm thế là để bảo vệ chính mình, chỉ có thể phá hủy liên minh 18 vua. Có không nghĩ vậy sao? Thời điểm Lưu Sơn và nổi loạn có trùng hợp không? Trùng hợp. Ý ngài là Lưu Sơn cũng là người của lão tặc Tư Mã, mục đích là phá hoại liên minh 18 vị vua. Sau đó hắn ta đang nhân cơ hội để tập hợp một đội quân lớn. Tư Mã Thị nắm quyền ở kinh thành lâu như vậy, bên ngoài làm sao có thể không có thế lực của chính hắn? Đồ khốn, hắn vì tự bảo vệ mà làm cho thiên hạ thành như vậy. Một người có tham vọng như vậy, làm sao có thể vì tự bảo vệ mà là một kẻ lớn như vậy? 18 vương hội minh phòng trường cũng chỉ là một nước cờ của hắn, mục đích là đợi đến khi thiên hạ đại loạn, tự mình xuất binh chinh phục các vị vương hầu. Khi đó danh vọng của hắn tự nhiên sẽ cao hơn thiên tử, mà ép thiên tử đơn vị cũng hợp lý. Nghe phân tích của Lâm Mặc, Dây Thiện Chí cả người đứng yên. Đối Tư Mã Thị thì người này lại có một nhận thức mới. Tư Mã Thị vì đoạt thiên hạ, làm cho dân thiên hạ không tha danh, thật đáng ghét. Tư Mã Thị coi như lấy thiên hạ thì sao? Lợi nhuận nhỏ đều bị tiêu hao hết rồi, dùng cái gì để ngăn chặn ngoại tộc xâm lược, để cứu thế giới này? Chỉ sợ chỉ có gia chủ ngài mới có năng lực này. Ôi, không ngờ Đan tiên sinh lại ở trong lĩnh vực hôn mông, cũng có những hiểu biết độc đáo. Huyện lệnh đại nhân nói đùa, Quảng Nhu bây giờ cần nhân lực gấp, không biết bên Đan tiên sinh có tài năng giới thiệu không? Ngài đã nói vậy, tôi nhớ đến một vị sư huynh. Sư huynh, chẳng lẽ các cậu vẫn là một môn phái? Điều này làm Lâm Mặc nhớ lại Độc Cô Tuyết gặp trước đó, cô ấy thuộc về phe chính nghĩa. Tôi đến từ học viện Long Trung, không phải những môn phái giang hồ đó. Học viện Long Trung đã nghe nói rồi, nghe nói là chuyên ngành văn học nội vụ, có vô số tên của tể tướng. Sư huynh của cậu sẽ không là Ngoại Long chứ? Sư huynh của tôi tên là Tình Thư Tinh, anh ta đọc sách thiên hạ, thường chữ bút tiên hiền, không chỉ thành thạo văn sử và giỏi chiến thuật chiến tranh. Nếu tôi là ánh sáng của đom đóm, vậy thì anh ta là tên của mặt trăng. Nếu ngài có thể mời sư huynh tôi ra núi giúp đỡ, đại nghiệp có thể thành. Không biết sư huynh cậu đang ở đâu, làm sao mới có thể mời anh ta? Sư huynh này của tôi bình thường liền thích đi du lịch bốn phương, nhưng anh ấy chỉ có một sở thích, đọc sách khắp thiên hạ. Nếu gia chủ phát tán tin tức ra ngoài, ở trong tay mình có một quyển sách xuất sắc, chắc là sư huynh nhất định sẽ không mời mà tự mò đến thôi. Và lúc này, người Mãn Châu trong pháo đài Mãn Tộc đang có 50.000 quân, chuẩn bị tấn công. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao vẫn chưa đến? Vì Bát Tinh đại tổ dài, đội trưởng của chúng tôi đang chuẩn bị. Năm ngày nữa chắc chắn sẽ đến đây, đến lúc đó miệng sẽ vỡ. Khi Lâm Mặc trở về Quảng Nhu thì trời đã tối rồi. Sau khi sắp xếp chỗ ở mát, Lâm Mặc mang theo mấy người vợ đánh vần cả đêm. Trưa ngày hôm sau, Tần Đế mới mang theo 2.000 binh sĩ đại khải đến Quảng Nhu, mà thấy Lâm Mặc lại tự mình tiếp đãi mình, Tần Đế có chút bất ngờ. Ngươi là ai? Nhìn thấy tứ công tử nhà chúng ta còn không hành lễ, nhanh chóng để huyện lệnh quận của ngươi ra ngoài tiếp khách quý. Đồ chó, trước mặt ngươi là ngài huyện lệnh của bọn ta, nếu như cái món của các ngươi không cần nữa thì để ta xẻo đi. Thanh cổ chờ có vô lễ với lũ súc vật kẻo nó cắn. Tần tử công tử là khách quý của chúng ta, đừng làm thằng này cáu. Lâm Mặc biết người này là do Tần Đế phải đến để sỉ nhục mình, cũng không mặn không nhạt huấn luyện Cố Thành Nhất Quân. Tần công tử ngươi và thái thú thật là người tốt, biết Quảng Nhu đang gặp nguy hiểm, mang nhiều binh sĩ đến đây để hỗ trợ ta. Đây là món quà tuyệt vời, quá kịp thời trong hoàn cảnh này. Cố Thành nhanh chóng sắp xếp cho những huynh đệ này đến trại nghỉ ngơi, giết 5 con lợn và 10 con cừu để thưởng cho họ. Nói xong, Lâm Mặc kéo Tần Đế liền đi vào thành, tách anh ta ra khỏi những người lính đã mang theo. Lâm huyện lại hiểu lầm rồi, ta là tới. Tần công tử không cần nói nhiều, ta biết chắc là ngươi đã làm đẹp cho ta trước mặt thái thú. Lâm Mặc thay Quảng Nhu không, toàn bộ dân chúng quận Văn Sơn cảm ơn Tần công tử. Tần Đế vốn là muốn tìm phiền toái, nhân cơ hội thu phục Quảng Nhu, không ngờ Lâm Mặc lại lên đây và khen anh ta, sửa cho anh ta có chút xin lỗi. Lâm huyện lệnh, Long Phương Tổ mấy ngày trước tới tìm ngươi là ân sư của ta, nghe nói ông ta bị ngươi giam giữ, ngươi có thể nể mặt của ta thả ân sư không? Thì ra tử công tử là đệ tử của Đông Phương tiên sinh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, nhưng ông Đông Phương có ý nghĩa dân tộc, nghĩa là muốn chiến đấu với Man Tử đến cùng. Sớm đã đi đến miệng. Cái gì? Lão sư đi đến miệng? Lâm huyện lệnh không phải là đang nói dối ta chứ? Tần công tử nếu không tin, ngày mai ta có thể đi cùng ngươi gặp hắn. Nghe được đi đến miệng, Tần Đế lập tức cười, bởi vì người hầu trung thành nhất của gia đình anh ta ở đó. Được rồi, ngày mai mời Lâm huyện lệnh đi cùng ta, đem lão sư tiếp trở về. Báo cáo chủ giết, có thông tin khẩn cấp, phát hiện hàng chục ngàn người trong thành. Người mù này lại đến nhanh như vậy, chúng có thể tấn công thành. Vì ngài, họ chỉ đóng quân trong bộ phận cướp bóc, không có dấu hiệu tấn công. Ngoài ra bọn chúng còn làm chuyện ác gì không? Cũng không có phát hiện. Tần công tử ngươi cũng nhìn thấy rồi, gia tộc Quang Thể Bá đã đến hàng chục ngàn người, và dân số khiêu khích nhiều hơn. Nếu tất cả đến Tề Vĩnh Bình, mấy ngàn người kia chỉ sợ khó có thể chống lại liên minh Mãn tộc. Nhưng ông Đông Phương rất tháo vát, sẽ có cách để đẩy lui bọn chúng. Mặc dù dân số Mãn Châu rất lớn, nhưng Lâm Mặc không hoảng loạn,
Hiện tại cửa đền đã tăng cường phòng ngự để đánh chết một trận, cho dù 100.000 đại quân giang quan cũng không vào được. Lâm huyện lệnh Đông Phương lão sư thật tại đến miệng. Là thật hay giả, ngày mai đi sẽ biết. Phát hiện vợ của vật chủ có thai, có nhận phần thưởng không? Ôi, lại có em vợ nữa mang thai rồi. Xem ra đêm qua chơi hai em sập giường không có uổng phí. Phương tướng quân Tần Tứ công tử của Nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Hôm qua vừa nhận được mãn tộc đến tấn công, hôm nay hắn liền không do dự, đích thân lãnh đạo quân đội bảo vệ đất nước. Sự can đảm này tôi Lý Lâm khâm phục. Mãn tử thật sự muốn đánh tới sao? Ừ, nếu không thì tại sao chúng ta lại vội vàng đến đây sớm như vậy? Nhưng người yên tâm, người Mãn mặc dù tàn nhẫn, nhưng cậu Lâm cũng rất nhân từ. Ngài không chỉ lãnh đạo hàng trăm dân làng chống lại 20.000 phiến quân, mà ngài Lâm còn biết phép thuật. Bọn man dợ đó không phải là đối thủ. Trên đường đi Lý Linh, tất cả đều đang nói sự thật của Lâm Mặc cho những người lính của Thái Thú. Mục đích của Lâm Mặc chính là đem 2.000 binh mà Tần Đế mang đến trở thành người của chính mình. Đến rồi, thủ tướng, Âm Đai và phó tướng Diêu Điền Đông đã chờ lâu rồi. Từ công tử, ta dẫn ngươi đi gặp Đông Phương tiên sinh. Những người lính này, người sắp xếp đi. Tần Đế biết những binh sĩ này không thể tự mình vào, thành sau đó nhìn thoáng qua cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của cha mình. Diêu Thiên Đông, sắp xếp người của ta đi. Hãy để họ chờ ở cổng. Ta lập tức ra hình đài cùng ta vào thành. Ok thôi nếu ngài thích. Sau đó Lâm Mặc dẫn hắn đến trong thành, không thấy Tần Đế của Đông Phương Tố, lập tức có linh cảm không tốt. Lâm huyện lệnh đi lâu như vậy cũng không thấy ân thi. Hắn đâu? Haha, từ công tử đừng vội, ta sẽ đưa cái thằng đầu đất như ngươi đến gặp hắn ngay. Mồm vừa dứt, văn đàn phía sau nhìn thấy liền kết liễu hắn, binh phù ở trên người hắn. Sau một giờ nữa, cậu đi nói với tướng Giang Phương Quỳnh, cứ nói Tần Đế đã rời đi rồi. Tuân lệnh, cậu Lâm tên chủ ma nhân phòng trường còn đang chờ người. Trong 2-3 ngày hẳn là sẽ không tấn công thành. Có muốn nhân cơ hội này diệt cầm thú trước không? Để hắn khỏi phải nhảy tường chạy sang mãn tộc. Vậy thì đừng cho hắn biết, gửi lệnh quân sự cho ta, không ai được rời khỏi đây. Nếu có người hỏi chuyện của Tần công tử, nói Tần công tử vì đại nghĩa dân tộc cùng lão sư của hắn muốn chết chiến mãn tộc. Tuân lệnh. Đứng dậy sau khi đi, Lâm Mặc mở ra sơn hà đồ, đột nhiên thấy trên bản đồ có hơn 10 màu đỏ, điểm đang di chuyển nhanh. Trong núi sâu làm sao có người? Chẳng lẽ là gián điệp từ mãn tộc? Không, nếu có đường vào Quảng Nhu, sao chỉ có 11 người đến? Sau đó Lâm Mặc nhanh chóng rời khỏi miệng, một mình đi kiểm tra tình hình. Khi Lâm Mặc đến, tìm thấy hai con hổ chó đang vây quanh mấy tên man dợ, một trong số đó là Miêu tộc tộc trưởng. Ký kết tiểu hổ chó làm không sai. Đi lâu như vậy, người đã tìm cho mình một hổ chó cái. Thấy Lâm Mặc đột nhiên đi ra, tiểu hổ vui vẻ hét lên một tiếng, mà ký kết sắc mặt khó xử, biết chắc hôm nay mình bị diệt vong rồi. Ta nhớ được ông là trong người tộc ký kết tổ trưởng đúng không? Không ngờ lại gặp ông ở đây. Hôm nay coi như là bị ngươi vèo đến cổ hồng mềm rồi. Ký kết tổ trưởng, chắc ông đã nghe nói rồi. Trước đây có một câu nói gọi là người biết thời là tuấn kiệt. Nếu ông đầu hàng ta có thể tha mạng cho ông. Nghe nói vậy ký kết tổ trưởng có chút xúc động. Người ta thường nói ở lại núi xanh không lo không có củi đốt tiền. Đầu hàng chứ? Ta cần ông thể trung thành với ta. Nói đến đây, Lâm Mặc lấy thể trung thành cuối cùng ra. Ký kết chần chờ một chút, quỳ xuống, tôi thề với tổ sư tiên nhân nhà tôi, sẵn sàng trung thành với cậu. Lời nói vừa dứt, thẻ trung thành ngay lập tức đi vào tâm trí ký kết. Ký kết ông đầu đau đớn hét lên. Hiệu quả của thẻ trung thành là, nếu không thật lòng trung thành, vậy thì sẽ càng đau. Sau một thời gian, việc ký kết đã bình tĩnh lại. Tôi ký kết luôn trung thành với cậu Lâm Mạc, tốt. Ông đã giải quyết tất cả những người khác chưa? Họ sẽ tiết lộ danh tính của ông. Tuân lệnh. Không lâu sau, ký hợp đồng đã giải quyết xong toàn bộ tộc nhân của mình. Nói đi, tình hình cụ thể của người Miêu tộc, quân đội của các ông còn bao lâu nữa? Sức mạnh thế nào? Người Miêu có đại đội trưởng hiện tại, thưa ngài. Hắn hiện đang tập hợp 30.000 người chuẩn bị tấn công Quang Vinh. Vũ khí của hắn là một cái rìu nặng 100 cân. Sức mạnh kinh khủng. Ngoài hắn ta còn có 2 thủ lĩnh bộ lạc, cũng là sức mạnh của đại sư quân sự. Ngoài ra, trong xe của đội trưởng nhất định sẽ có một loại bí pháp của tộc ta, có thể thúc đẩy đàn sói. Số lượng khoảng 1.500 đầu. Trong xe đinh định dùng những thứ này đàn sói trèo đèo lội suối, vây quanh Quang Vinh đi sau tập kích. Lâm Mặc hơi ngạc nhiên khi nghe điều này, không ngờ tộc khiêu khích lại có bản lĩnh như vậy. Bí pháp thúc đẩy đàn sói sao? Theo như tôi biết, loại bí pháp này chỉ có thể truyền cho đại đội trưởng, và tôi chỉ là một thủ lĩnh bộ lạc, cũng không có tư cách tiếp xúc. Vậy nếu như để ông lên làm đại tổ dài thì sao? Nếu như đại tổ dài và 2 thủ lĩnh bộ lạc khác đều đã chết, tôi có 90% chắc chắn có thể làm chủ nhóm lớn. Ông về trước đi, bọn người của ông đừng làm gì cả. Ta sẽ phải người tới chân núi. Có tình huống gì ông có thể để họ đến truyền thư cho ta. Diêu tướng quân từ công tử đi vào lâu như vậy, sẽ không có gì xảy ra chứ? Tướng quân yên tâm, bên cạnh công tử có cầm đài tướng quân đi theo. Có thể có chuyện gì? Lời nói vừa rơi, cầm đài mang theo binh phù đi tới. Tướng quân, công tử sao chưa ra cùng ngươi vậy? Người mãn tộc sắp xâm chiếm đây, vì sự an toàn của công tử, đã để công tử về sớm rồi. Và để lại cho tôi binh phù. Khi các ngươi về ta thống soái bảo vệ đến miệng. Nhìn thấy hổ mặc dù Phương Quỳnh có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hắn biết Hình Đài là người đáng tin cậy nhất của Thái Thú, sẽ không hại Tần Đế. Phương tướng quân, đại quân mãn tộc ở ngoài quan nhìn gian gian hỏi quận sơn. Ta đến thời điểm quan trọng của sự sống còn, tôi chờ đợi như một người lính, tự nhiên lấy bảo vệ đất nước làm nhiệm vụ của mình. Sự an toàn của tứ công tử ngươi không cần lo lắng. Hy vọng mọi người có thể lấy hết dũng khí, dũng cảm giết địch. Hay lắm, Tần tướng quân của Nhiên là người tốt của chúng ta, có các người ở đây chắc chắn sẽ chiến thắng. Thấy Lâm Mặc đi ra, Phương Quỳnh và những người khác lộ ra màu sắc sùng bái. Thời gian ngày này, Lý Lâm luôn nói trong quân về phép màu của Lâm Mặc. Cái gì mà máy dập Lâm Mặc khiến cho các em thở hổn hển, một phút bắn 7 lần, miễn là Lý Lâm biết, tất cả đều được mô tả trên Lâm Mặc. Lâm đại nhân không biết công tử đi lúc nào? Tần công tử đã đi được một canh giờ rồi, tôi tự gửi đi.
Tướng quân xin hãy yên tâm, ở lại danh trại là được. Nghe được lời này, Phương Quỳnh cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn không biết mục đích của chuyến đi này và mối thủ giữa thai thú và Lâm Mặc. Linh phát hiện vợ của vật chủ có thai, có nhận phần thưởng không? Ôi, lại có em vợ nữa mang thai rồi. Xem ra đêm qua chơi hai em sập giường không có uổng phí.